Hello mọi người nhé, chào ngày mới tới tất cả mọi người nhé. Em thương lên sóng giao lưu với tất cả quý cô chú chị hàng nhá. Ba cục chắc dây rất là đẹp luôn mọi người. Đây mọi người, đồng đặc luôn nhé, cam kết luôn. Vần đẹp lắm. Ba cục đây được 20 cân các bác. Đều có chun sụn đàng hoàng. Phần chân dây thì nó chun sụn rất là đẹp. Đây mọi người nhìn vân này, phê lắm. Thôi, cục nhỏ nhất mọi người này, cao được 27 này, ngang đây được 21 này. Đấy. Và trên cái phần đế này, phần đế được 12 9,5. Rất đẹp, quay cho mọi người xem vân này mọi người này, mọi người nhìn vân này. Vân đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Đồng đặc luôn nhé, đồng đặc luôn, cam kết là đục đéo các kiểu luôn. Vân đẹp lắm mọi người, thật sự luôn. Cái cục chắc dây và vân đẹp này rất là hiếm luôn. Chiều sâu này mọi người, chiều sâu của phần rộng đây là được 15. Ok, một cục số 2 mọi người nhé. Cục số 2 đây mọi người này, có chiều cao là được 36 phân. Đẹp, vân đẹp thật đấy. Đoạn dưới đây là được đây mọi người này, từ đây sang đây được 21 này. Đấy. Và từ đây qua đây là 26 này. Trên đầu này 13, trên đầu là 13 8 phân. Quay cho mọi người xem vòng nha. Em đo chiều sâu này. Được 17 phân này. Chun sụn nó đẹp lắm mọi người nhìn vân này. Đó, vân nó phê luôn. Đằng sau này vân. Cỡ này có nu nhọt đàng hoàng. Vân này mọi người này, nói chung cục nào cũng đục đẹp, đục giả đá đẹp lắm. Đế thì đặc nhé mọi người nhé, đế đây, đế đặc luôn. Đo đế cho mọi người nhé, đế là 13,5 và 14. Đấy. Đẹp thật sự là rất là đẹp. Rồi cục số 3 mọi người nhé. Cục này nu sụn nhiều này. Cục này được cao 50 này. Từ mé bên đây, đây mọi người, từ mé bên đây qua đây đúng 30 luôn. Phần dưới đây là được 18. Dưới nữa đây được 11 thôi. Quay cho mọi người xem vòng nhé. Nói chung cục nào cũng đẹp mọi người, không có ấy gì hết. Nói chung đẹp, giả đá đục tượng nhỏ đây. Cái thằng chắc dây này nó hay có chun sụn. Ba cục 20 cân. Đế đấy, đế thì đông đặc luôn nhé. Hay là sau thời gian này nói chung là nó cũng bị tức tước rồi thôi, chứ còn không sâu xa bọng bẹo hết. Mọi người cứ yên tâm, ba cục đây rất là ok. Chắc dây thỉnh thoảng có cục rất là thơm mọi người, rất là thơm luôn. Rồi quý cô chú chị thiện chí với ba cục chắc dây này liên hệ em thương nhá. 0338918991 ạ.